Hello cả nhà, hôm nay Hương Nguyễn rất là vinh hạnh khi mà chào đón được chị khách hàng thân thương của công ty Chậm Hương Nguyễn nè, và hai con gái của chị luôn đến đây để hái lộc đầu năm cùng công ty Chậm Hương Nguyễn. Xin chị gửi lời chúc đến lại khách hàng và quý khán giả. Lời đầu tiên chị gửi đến Hương Nguyễn cùng quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Chị chúc Hương cái công ty một năm lúc nào cũng trẻ đẹp, vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ nhà mình hái lộc nha. Mình hái trước xong rồi mình quay qua đây mình tháo ra một lần ha. Rồi, hái đi, chọn. Mình chọn cái nào cũng được ha. Hiện tại là đang còn 2 tờ 100 á. Từ sáng giờ là hai người rút 2 tờ 200 rồi. Còn 2 tờ 100. Đây phải không? Rồi đây. Mình nắm cái sợi chỉ lại, xong rồi kéo, nắm sợi chỉ lại. Đúng rồi, nắm cái sợi chỉ rồi kéo mạnh xuống. Rồi, tới em lúc này đó, em muốn cái nào? Cái này đúng không? Rồi, nắm sợi chỉ á. Nắm sợi chỉ á, để em coi nó gãy cái cây mai, nắm cái sợi chỉ. Rồi. Rồi, tới chị. Rồi. Rồi, gia đình mình sẽ mở ra nha. Đây, gia đình mình sẽ mở. Rồi, 1, 2, 3, nhà mình gỡ ra nha. À, 5 đồng, 5 đồng. Ở 5 đồng luôn, ba mẹ con mà 5 đồng hết. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn hai con.